cho em hỏi cái kết nước ngọt đó là cái kết nó còn cái chai nước ngọt không? Không. Cái kết à, thôi chị. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Chưa hỏi nhưng mà em vẫn thấy hoài nghi, tại vì cái câu mà anh Giang nói á rất là đẹp trai thì em nghĩ người này có khả năng là một diễn viên kịch điện ảnh hơn là không diễn viên. Thì nói chuyện đi, đây mời em nói chuyện mà đẹp trai thiệt không quý vị? Vậy cho em nói chuyện với các anh đẹp trai đó đi. Xin mời Buka. Dạ chào anh đẹp trai. Dạ em chào chị ạ. Dạ em chào chị ạ. Thôi em không nói nữa, ai nói đi. Ủa anh ơi, em hỏi cái đó là anh sếp nó lên á, là anh sếp nó thẳng đứng hay anh sếp nó bậc thang anh? Trời ơi, bậc thang sao đứng em? Sao chết? Vậy nó mới tài năng cho anh. Dạ bậc thang cái đó là không có gì để giữ thăng bằng được á chị ạ. À vậy là mình xếp thẳng. Anh ơi, anh có học xiếc không hay là anh tự tập ở nhà để mà đứng lên được như vậy? Ờ, từ lúc 7 tuổi thì em lấy cảm hứng từ ba và mẹ em là một diễn viên xiếc ạ. À, con nhà nội. Vậy là bây giờ bạn bao nhiêu tuổi rồi bạn ơi? À, hiện tại bây giờ là em 20 tuổi ạ. 20 tuổi? Là 13 năm rồi đó. 13 năm. Là mỗi năm bạn trồng được thêm một cái đúng không? Dạ không, thì cái môn nghệ thuật này thì em mới bắt đầu từ năm 17 tuổi. Trước kia thì em là đứng thăng bằng trên con lăn ạ. Bạn đẹp trai ơi, cho mình hỏi là bạn đang hoạt động ở đoàn xiếc nào? Em đang hoạt động xiếc tại nghệ thuật xiếc Phương Nam ạ. Nó nằm ở địa chỉ số mấy? Nằm ở địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh. Trong đoàn xiếc Phương Nam. Nếu vậy thì anh có biết thầy Châu không? Không, ở chỗ em không có thầy Châu ạ. À. Em là học trò của nghệ sĩ ưu tú Phi Thanh Vân. Phi Thanh Vân. Phi Vũ ạ. À. Hơi khó, Phi Thanh Vân hả? Đúng vậy. Một sự diễn xuất. Đây là một sự diễn xuất. Các bạn ơi, nè phân tích nè. Hồi nãy trả lời thầy Châu hay là thầy Phi gì đó mà tại sao lại ngập ngừng rồi giật tới giật lui? Có nghĩa là gì? Học bài không thuộc. Hoặc cũng có nghĩa là học rất thuộc mà đang diễn cố tình gãy. À bạn ơi, cho mình hỏi cái là 15 thùng nước ngọt thì chiều cao của nó sẽ là bao nhiêu? Đúng, hỏi những câu thông minh như vậy. Chiều cao của 15 cái nước ngọt của mình là 4.5m ạ. À 4.5m. 4.5m là cao lắm đó. À, à ủa nhưng mà tại sao bao nhiêu thứ bạn không đứng mà cái ý tưởng từ đâu mà bạn lấy cái kết nước ngọt ra bạn đứng bộ nhà bạn bán tạp hóa hả? À dạ không, vô tình thì em có lên YouTube thấy thì ồ cái này hay quá, mình phải hơn người ta. Nên từ đó là em có đam mê để làm cho nó thành công. Cái từ lấy cảm hứng này rất là đáng ngờ. Vậy tôi cũng đang nghi ngờ ông này có phải là thường thật hay không? Không phải đâu. Ơi. Thường những người mà diễn viên siếc người ta cũng nói chuyện cũng người ta cũng là một nghệ sĩ chứ bộ. Văn chương lắm á. Ờ cũng văn chương lắm á. Em nghĩ là Puka sao vậy chị? Nói như vậy. Sao vậy chị Harry? Để cho mọi người người ta lừa, người ta hùa, người ta tin là đây là thật. Và số tiền 5 triệu ăn một mình, ăn một mình. Ăn một mình. Thôi bây giờ đừng nói gì thêm nữa. Bắt đầu thử. Giờ thử mình nghe cái rầm cái là mình biết đúng không? Trời. Không nghe rồi, em bắt đầu nghe anh Giang mồi vỗ tay. Thấy chưa, tôi nói là nghe anh Giang mồi vỗ tay. Mồi cái gì, tôi đứng im luôn này, mồi cái gì. Thôi đi. Rồi được rồi. Cho em hỏi cái nữa được không? Xin mời. Anh có thể lấy hai cái thùng. Ai té rồi? Không, xin mời hỏi. Giả bồ anh nhảy té xuống hả? Anh giả bồ nhảy xuống á. Giả bồ gì? Anh có thể gõ vô cái thùng cho em nghe được là trên đó có cái thùng nước ngọt không? Cái bàn mà. Cái thùng. Cái này là cái thùng. Ui trời. Đó, yeah. Với cái hành động đó em chắc chắn một điều đó là anh Trường Giang Quang. Đúng chính xác. Anh Quang. Và đây là cái thùng nước ngọt. À. Nhưng mà hiện tại chỉ có 4-5 thùng thôi. Khi mà anh đứng lên chở anh, ai sẽ là cái người đưa lên cho anh? Dạ em sẽ có một bạn trợ diễn lấy cái cây để đưa thùng lên cho em ạ. Anh ơi, có bao giờ mấy cái thùng nó rớt xuống mặt bạn trợ diễn anh chưa? Trời ơi trời. Dạ thì có một lần đứng tới cái 21 thì em đã bị té. Và rơi vào MC. Rơi vào MC. Rơi vào MC. Thôi tôi không tham gia tiết mục này. Mời tất cả đứng dậy. Mời 5 chàng trai lực lượng vào vị trí. Buka chắc nghe đẹp trai chắc bay lại rồi đó. Quay lại là cố tình nhìn cái anh sáu muối phía sau thôi. Em hửi được cái mùi mặn rồi. Và bây giờ 5 giây còn lại. 5 4 3 2 1 Tất cả chuẩn bị. Đang di chuyển. Đằng sau. Quay. Hai người quay lại. Ba người không quay.
Ai quay lại vậy? Thiên không quay lại không? Thiên, Thiên quay lại hay em? Em đây. Rồi, Buka đẹp trai hay không? Đẹp trai ông nói đi, công bằng. Tuyệt vời. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh đẹp trai và 1 anh không đẹp trai. Là anh cái gì? Yeah. Hai người quay lại, mỗi người mang về 2.500.000 đồng. Nếu như chính xác. Vội, hơi vội. Những người không quay ra, nếu chính xác mang về 1.660.000 đồng. Anh Thuận ơi, anh Thuận, anh chưa bao giờ ăn bột lần nào phải không anh? À, chắc lần này anh phải ăn bột rồi anh biết mà. Tại sao ST không quay lại? Bởi là vấn đề về niềm tin thôi anh à. Anh Ti anh không tin ai hết trơn luôn á. Anh thấy là hình như lát nữa em có show ở đâu phải không ST? Yeah, that's right, yeah. Chờ bột đúng không? Anh nói cho em biết, vòng 4, vòng 5, vòng 6, nếu như em thoát được bột, anh tặng cho em 20 triệu. Là cái vòng này á là riêng Thuận thì Thuận thấy bạn này có thể là một người mà có thể đứng trên những cái kênh nước ngọt, tại vì bạn đã trả lời những cái câu hỏi rất là thành thục. Với gương mặt đẹp trai như vậy thì chắc sẽ không đi lừa gạt người khác đâu em. Nhan sắc này thì mình quay lại cũng đáng. 1.660.000 đồng là số tiền ba người không quay lại nhận được. Nếu họ đúng. Em không phản ứng, em không phản ứng mà. Và ba người không quay lại là đúng. Xin chúc mừng. Trời ơi. Trời ơi. Đẹp nhé. Anh ơi, em cảm thấy cái bạn gì đó nó rất là có ác cảm với Buka. Bây giờ Buka. Em nói cho chị biết. Trời ơi, Buka cái gì vậy? Gì đâu mà làm cái gì đó. Buka ơi, có chuyện gì? Em làm gì với ổng mà ổng làm với em vậy? Vậy có nhớ hồi đợt trước không? Em là người bột vô cái mặt ổng trước khi bột em. Ông hù giật em, tới năm nay ông để cái bột của anh chung lên như vậy nè. Buka ơi, cái mặt em vừa tinh khôi dễ sợ. Trời, nhưng mà không chấp nhận rồi, bên anh kìa có một chút xíu. Có đó. Ôi đúng là của anh Thuận là giống như là không dính luôn á anh ơi. Ồ vậy hả? Anh chắc nhìn tại... Buka đi anh ơi. Chắc tại đang ở hiền lành nên các bạn úp bột bạn cũng đúng nhẹ rồi. Nhàng với anh chút xíu. Tại không đẹp trai mà mặc quần nhảy múa ra đó mà tụi xuống. Đẹp trai này là ai? Xin mời giới thiệu. Tự giới thiệu, em tên là Phạm Thanh Bình. Công việc hiện tại của em là về ngành vận chuyển hàng không. Rồi không liên quan gì luôn. Có bằng nước ngọt. Chỉ nước ngọt. Thôi được rồi, đừng cay đắng nhau thêm nữa. Vòng sau gỡ lại.